KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn. Hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ căn 214 gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GAA giá trị hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Talk Show giới thiệu đến quý vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Quý vị trong chương trình ngày hôm nay, chị Bích sẽ giới thiệu chúng ta những món nữ trang được on sale với giá đặc biệt của trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Và trong khi xem chương trình, nếu quý vị yêu thích món nữ trang nào, xin đừng chần chờ gọi ngay cho chị Bích ở số điện thoại là 714-305-8089 để xin nhờ chị Bích giữ lại cái món nữ trang đó. Vì quý vị biết những món nữ trang mà đưa lên đây là những cái món nữ trang phải nói là chọn lựa rất là kỹ càng, và hơn nữa lại có giá đặc biệt nữa. Thành ra nhiều khi cái món nữ trang mà quý vị thích thì người khác cũng thích. Thành thử ra ai gọi sớm và càng sớm càng tốt thì chị Bích sẽ giữ lại cho. Số điện thoại một lần nữa là 714-305-8089. Và sau đây chị Bích sẽ giới thiệu những món nữ trang đầu tiên đến quý vị. Xin mời chị. Dạ, cảm ơn Phạm Khanh. Hôm nay Bích mang lên đây là 32 món quý vị. Gần Tết rồi quý vị ơi, thấy món nào quý vị thích thì quý vị gọi vô. Là vì những cái món hàng của Bích á, đều mỗi tuần mang lên thì hầu như bán 80-90% hết quý vị. Tại vì GIA thì ai cũng biết xài rồi, mà không cần biết nó là IGK, L color đi nữa, thì nó với giấy giám định của GIA, cái thứ nhất Bích hướng dẫn là phải mua 3 cái excellent. Đếm đúng 3 cái excellent thì quý vị mới mua. Còn nếu còn cái table á, quý vị để ý đừng mua quá 60, tức là 59 stop rồi. Thì 56, 55 cho tới 59 thì quý vị mua. Thì ở đâu cũng vậy, nếu mà quý vị thấy rẻ thì quý vị cứ việc mua. Không phải chỉ và ở tiệm vàng KNP Đại Phát quý vị gặp những cái chương trình, những cái sample như vậy mà quý vị thấy rẻ thì quý vị mua. Thành ra nên nhớ là hỏi cái viên hột xoàn có bị màu brown không. Nếu mà có màu brown á, even eye color, KL là EDE, EDF color nó có dính vô cái màu brown thì nó cũng rớt giá. Tại vì màu brown làm cái hột xoàn của mình nó giống như màu cà phê sữa đá đó, nó không đẹp quý vị nha. Ok, hướng dẫn chút chút thôi. Bây giờ biết vào món số 1 quý vị. Một cái đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K. Có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng với 2 cái viên xoàn 5 ly 4 nước G color. G là cho nó quý vị. VVS1 cộng với 3 cái excellent, cái fluorescent nó là none. 2 cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 3.950 đô. On sale tuần này chỉ có 3.300 đô. Cái xoàn 5 ly 4 mà nước G color Bích bán on sale tuần này chỉ có 2.900 cho một cặp quý vị. Bông tai thì 400, hai cái cộng lại là 3.300 đô. Quá rẻ quý vị ơi. Qua món số 2 là một cái chiếc nhẫn xoàn 5 hộp. Trong đó là một cái nhẫn 5 hộp. Mỗi viên xoàn là 3 ly 2. VVS2 khá sạch quý vị. E-color sạch đẹp. Giá thị trường là 950 đô. On sale tuần này chỉ có là 750 đô. Qua món số 3 là một cái mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K. Có khoảng 120 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 5 ly rưỡi. Nước G-color, G là G đó. IF thì quá tuyệt vời rồi. IF là anh của VVS1, là sạch hơn VVS1 đó quý vị. Cộng với 3 cái excellent. 3 cái excellent là cái độ cắt nó cũng excellent. Còn cái đánh bóng là cái polish cũng excellent. Còn cái symmetry là cái những cái hoàn, coi như là hoàn hảo đó quý vị, là 3 cái excellent. Fluorescent của viên này là none. Quý vị, mỗi lần Bích đọc lên là fluorescent nó là none, thì cái viên đó thì nó lúc nào nó cũng mắc hơn là những cái viên hột xoàn mà nó có cái fan hoặc là medium hoặc là strong blue.
Thành ra là vì nhiều khi quý vị nói, ủa tôi mua ở đây, tại sao nó rẻ hơn, kia là mắc hơn. Quý vị phải đọc cái chỗ fluorescent nữa, cái đó là tiền đó quý vị. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường của mà cái mặt này là 4.350 đô. On sale tuần này chỉ có 3.530 đô. Cái xoàng 5 ly rưỡi mà nước GIF chỉ có 2.150 đô thôi quý vị. Còn cái mặt xoàng là 1.380. Hai cái cộng lại là 3.530 đô. Quá rẻ quý vị, cái mặt này quá dễ thương. Qua món số 4 là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 46 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 6 ly 3. Nước E color. Wow, 6 ly 3 mà được E. Nếu mà 6 ly 3 là 1 carat á thì quý vị cái giá nó tới hơn 10.000 rồi. Còn cái 3 6 ly 3 mà nó dưới 1 carat thì cái giá nó mới hấp dẫn quý vị. E color VVS1 là 2 vi sạch đẹp đó quý vị. Không bọt mà cũng không than đó, cộng với ba cái excellent là cái ba cái excellent là tuyệt vời đó quý vị. Cái fluorescent đã đi với nước E rồi, cái fluorescent là none. Cái có cả hot and arrow excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 11.800 đô. On sale tuần này quá hấp dẫn, chỉ có 8.950 đô. Cái xoàng 6 ly 3 mà nước Y chỉ có 7.800 thì quý vị, only one, chỉ có một viên một mà thôi. Nhẫn xoàng là 1.150, hai cái cộng lại là 8.950 đô, quá dễ thương. Qua món số 5 là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 90 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng hấp dẫn quý vị, 1 carat 64. Nước J color VVS1 là 2 vi cộng với 3 cái excellent. Cái viên này nó fluorescent, nó là none, thành ra nó mắc hơn một chút nhưng mà nó đẹp quý vị. Có cả hot and arrow excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 12.500 đô rồi. On sale tuần này chỉ có 10.400 đô. Cái xoàng 1 carat 64 mà nước G color VVS1 chỉ có 8.900 đô, quá rẻ quý vị. Cái nhẫn xoàng là 1.500, hai cái cộng lại là 10.400 đô. Qua món số 6. Món số 6 là một cái viên xoàng là 3 carat 01 mới về quý vị. 3 carat là 3K đó quý vị. Nước G color là G John đó. Mà IF thì quá tuyệt vời rồi, cộng với 3 cái excellent. Cái table của viên này là 57%. Cái đường kính của viên này là 9 ly 21. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Có cả hot and arrow 8 trái tim và 8 mũi tên. Giá thị trường là 35.000 đô rồi. On sale tuần này chỉ có 28.200 đô, only one, chỉ có một viên. Dưới 30.000 mà nước chi tròn thì quá rẻ quý vị. Qua món số 7 là một đôi bông tai xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 80 viên xoàng nhỏ cộng với hai cái viên xoàng, mỗi viên là 5 ly 3. Nước I color VVS1 là 2 vi đó quý vị, cộng với 3 cái excellent. Cái fluorescent nó là none. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 4.500 đô. On sale tuần này chỉ có là 3.610 đô. Cái xoàng 5 ly 3 nước I VVS1 chỉ có 1.380 đô, nhân 2 là 2.760. Còn cái bông tai là 850, hai cái cộng lại là 3.610 đô. Qua món số 8 là một cái mặt xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 53 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 4 ly rưỡi nước I color BVS1 cộng với 3 cái excellent. Fluorescent của nó là none. Cái mặt này là mặt trái tim đó quý vị, hai trái tim quá dễ thương.
Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.400 đô. On sale tuần này là 1.100 đô. Cái xoàn 4 ly rưỡi iColor VVS1 mà chỉ có 600 đô một viên quý vị. Hấp dẫn, hấp dẫn. Mặt xoàn là 500, hai cái cộng lại là 1.100 đô. Đây tất cả là 8 món. Mong quý vị gọi vô cho KNP Đại Phát ở số phone là 714-305-8089 quý vị nha. Cảm ơn chị Bích. Và sau đây Phạm Khanh sẽ lặp lại 8 món nữ trang đầu tiên trong chương trình hôm nay. Món thứ nhất đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 5 ly 4, nước J. John Color BBS One 3 Excellent, giá on sale là 3.300 đô. Món thứ hai đó là một chiếc nhẫn xoàn 5 hộp, mỗi xoàn đó là 3 ly 2 BBS 2, nước E Color, giá on sale là 750 đô. Món thứ ba đó là một mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 120 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 5 ly rưỡi, nước G Color IF 3 Excellent, giá on sale là 3.530 đô. Món thứ tư đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 46 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 6 ly 31, nước E Color VBS 1 3 Excellent, giá on sale là 8.950 đô. Món thứ năm đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 90 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 1 carat 64, nước J. John Color VBS 1 3 Excellent, giá on sale là 10.400 đô. Và món thứ bảy đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 80 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 5 ly 3, nước I Color VBS 1 3 Excellent, giá đặc biệt on sale đó là 3.610 đô. Và món số 8 đó là một mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 53 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 4 ly rưỡi, nước I Color BBS One 3 Excellent, giá on sale là 1.100 đô. Xin quý vị gọi ngay cho chị Bích ở số điện thoại 714-305-8089 để order, nhờ chị Bích giữ lại những món nữ trang và sau đó quý vị có thể đến tìm để pick up. KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hộp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699.